Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đôi dép đến từ thương hiệu của Louis Vuitton. Thì cái em này giống như là đôi Croc mọi người. Và em này tên là Shark và phim có thêm chữ Cyclops nữa mọi người. Thì các bạn thấy không? Nó giống như là con cá mập vậy đó mọi người. Thành ra cái tên của nó đặt là cá mập luôn. Ngay cái mặt trước mọi người, nó cũng sẽ có lỗ thông thoáng giống như là những cái đôi Croc mọi người ha. Có một cái logo của LV và cái logo ở dưới này có chữ Vuitton. Và cái kiểu này cũng như là nó ráp lại mọi người ha, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Nó không giống như là những cái đôi mà rock bình thường mọi người ha. Nó kiểu giống như là đẹp hơn nè, chất lượng hơn và cái màu của nó rất là đẹp mọi người. Ở ngoài sau nó có chữ thêm chữ Vuitton nhưng mà kiểu như nó làm in dập vô mọi người. Và cái em là size số 6 mọi người nè. Cái phần đế ở dưới mọi người nó cũng có một cái lớp nữa mọi người. Thành ra là các bạn thấy không, như là hai miếng nó ráp lại nó nhìn rất là đẹp. Và nó có chữ LV, nó có những cái họa tiết bông hoa của thằng Louis Vuitton. Và cái em này mọi người, mình thật sự là khi các bạn mang lên á, nó sẽ rất là nổi bật luôn mọi người. Và cái nhựa của nó mọi người, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ chất lượng hơn là những cái nhựa mà của đôi Croc hay là những cái hãng khác mọi người. Theo mình thấy là như vậy. Cái đôi kia cũng vậy luôn mọi người ha, nó cũng sẽ giống y chang vậy. Mà các bạn mang nó sẽ kiểu như là ăn gian chiều cao hơn một xíu nè. Và nhìn đôi này kiểu như là rất là chất lượng luôn, rất là đẹp luôn. Thì nó là màu trắng, nó hơi bị dễ dơ mọi người ha, là nó là mình khó bảo quản được lắm mọi người. Thì cái em này hiện tại mình chỉ có một đôi này mà khách đã mua rồi và mình muốn review cho các bạn xem thôi. Nếu mà các bạn thích thì mình sẽ order cho các bạn nếu mà hãng vẫn còn mọi người ha. Rồi, nếu mọi người thích cái video này thì mọi người nhớ cho mình một like nha. Rồi, bye bye nha mọi người.